Có váy đỏ, đợi chị tí. Váy này đẹp ý. Mát vậy. Váy đỏ đây. Chị Linh ơi, chị có chốt váy đỏ không? 90.000 còn một con này. Đây, váy hồng tay đây. Cái tay đấy là gì nhỉ? Cái tay đấy là sếp của bạn chốt rồi em ạ. Sếp của bạn chốt rồi. Đây, có cái sếp này. Xả nốt này. Xả nốt 90 nhá mọi người nhá. Sếp màu hồng phấn treo trên nó. Cái này xem với chị hết rồi. Có bạn đặt like trước chị cho gói thôi. Đây, cái này 90 áo thô này. Dưới khoảng tầm 52 cân vừa nhá. Đấy, ai lấy thì comment cho em. Cái này nó bị trắng này, đọc comment khó quá. Đấy, set này, 90. Xả lỗ trong cái line này. Dưới tầm 50 cân vừa. Ok, khui. Cũng được nhiều phép rồi đấy. Váy công sở này. Váy công sở nhá. Con này thì dưới tầm 52 cân. Xinh phết nhở. Umi nhá mọi người nhá. Con này xả nốt 90 này. Còn một con bolo này. Bolo có mà cả màu đen thôi nhưng mà không tìm thấy đâu. Còn một con bolo này xả nốt 30.000 này. Vừa bán vừa tặng. Tặng cho chị nào có đơn rồi nhá. Khách lẻ chưa đủ đơn ấy. Chứ còn khách mới thì 30.000 chứ không chốt đâu. Mai lại đổ ra. Đấy, ai lấy comment bolo riêng. Cái này là áo tố quần nhá. Cái set đấy hết rồi em ạ. Hết rồi, còn mỗi một set thôi. Ok, cái này để cho Nguyên Yến này. 30. Anh cho xin số điện thoại. Nhật Anh cho em xin số điện thoại nhé. Ok, đồ bom. Đây này. Hôm trước bị bom một tập bên này. Chị Vũ Như Hoa có lấy váy đuôi cá không này. Xả nốt 120 này. Đấy, đuôi cá đấy. Mù trắng nhá. Mù 20 hàng Quảng Châu cao cấp này. Ai lấy comment với em dưới 55 cân vừa. Mát trắng nhá. Ok, cái đấy